Bữa sáng Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bữa sáng Đức Huy đang có mặt ở Thanh Miện, Hải Dương và đang đứng trước tư gia nhà anh Thái. Thì bữa sáng Đức Huy biết tin anh Thái có tạo dựng một cái vườn cây trên sân thượng. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên đó tham quan vườn cây của anh Thái quý vị nhé. Bữa sáng Đức Huy nhìn thấy cái biển đồ gỗ nội thất. Đó là cái ngành nghề chính của anh này, chắc là làm đồ gỗ quý vị ạ. Còn ngoài ra anh có tình yêu cây, có niềm đam mê với cây cảnh. Và nội thất trong nhà ấn tượng quá quý vị ạ. Đúng là nghề gỗ có khác. Quý vị nhìn thấy rất sang trọng. Em chào các anh nhá. Chào các anh, chào anh chủ. Vâng vâng. Chào anh Thái nhá. Đây là không gian trên tầng 3 của anh Thái, anh Thái nhỉ? Tầng 3 trên này thì anh có chơi một số tác phẩm của vị này. Phía trước quý vị là cây xanh quê. Một cây xanh quê dáng siêu. Giả quá anh Thái. Cái này anh chơi lâu chưa? Cái này anh mới chơi được 1 năm. Cái này thì mới mua được của một người khác nhượng lại cho. À, cũng mới chơi cây này 1 năm thôi. Vì quý vị thấy xanh quê này, chất lá dày, chất đẹp. Lá bút trắng đẹp. Và quý vị nhìn thấy cái độ già và cái nét chùn da voi, rồi thân rễ méo hết rồi. Mà bệ thì đóng bánh hết rồi. Con này nó cảm xúc. Bệ đóng bánh không? Cây này của anh chất lượng đấy anh ạ. Một cái xanh quê cơ địa mà tỷ lệ rất là quý. Nó đóng nó cũng đẹp, nó mẻ, nó không bị lỗi. Con này nó như là cửa của cửa họa sĩ. Đóng cái cây nghênh phong nhỉ. Cái gì phong thế ạ? À? Nghênh phong. Một cái xanh quê đẹp của anh. Cây cao 1 mét quý vị nhé. Chúng ta đi chiêm ngưỡng một không gian chơi của anh. Anh Thái có khoảng bao nhiêu cây anh Thái? Chắc có khoảng tầm độ 20 cây. Chỉ khoảng trên dưới 20 cây thôi. Đam mê. Đây cũng là xanh quê nữa quý vị này. Nửa năm nữa ông lên. Cây này thì chắc chắn là VIP nhất ở cái sân này rồi, đúng không? Mua tiền thì ít nhất. À. Đây cái lộc của mình mua được con này. Quý vị đi xuống chiêm ngưỡng một số cây nữa của anh Thái nữa quý vị nhé. Xi dáng làng này. Đây là xanh Nam Điền anh Thái nhỉ? Xanh Nam Điền dáng lão. Và một cây xi có cái nét hóa này. Trông giống cái quạt ba tiêu quá anh nhỉ? Nó ngày xưa các cụ buộc nó cứ nằng ngoằng vào nó dính. À thế à. Quý vị sẽ khám phá một cái sân chơi cũng không có quá nhiều cây. Đến vườn để bà Sa Đa Huy ấn tượng cây xanh quê vừa rồi. Và bên cạnh đó thì một số cây phôi và tác phẩm anh đang chơi và tạo tác đây. Phôi này của anh nữa là con này phôi già này. Cái này có thể nhìn thấy bệ đã hóa hết rồi. Phôi nào anh? À phôi bên đó hả? Phôi này cũng là phôi tâm đắc của anh hả? Phôi ba con. Con đồ hiền. Cây này là cây xanh quê ấy. Xanh quê.
Thầy quê Giáng Trực. Sau này anh đang đi tỉnh làm trực văn nhân rồi anh? À. Còn đây một cây xanh Giáng Huyền đang xây dựng của anh. Một cây túc đang xây dựng quý vị ạ. Anh cái dòng túc này sao hóa vậy, đẹp lắm này. Cái dòng túc này sao biến ác lắm này. Thưa quý vị, một cái cây xanh quê ấn tượng nhất ở cái sân chơi trên này. Và anh chủ của anh ấy cũng có duyên mua được cây này. Và chắc chắn rồi, không thể không lưu lại một kiểu ảnh bên tác phẩm này. Anh Thái nhìn đây cho em nhé. Rồi, anh cười tươi lên cho em. Cười tươi lên nhá. Rồi, cảm ơn quý vị. Và Bosado Huy nhìn thấy ở dưới sân còn một cây nữa quý vị ạ. Chúng ta sẽ di chuyển xuống đó để ngắm cái cây đó, một cái cây tầm đại của anh Thái quý vị nhé. Và dưới sảnh thì anh có chơi một cái cây xanh Lam Điền. Cây này có tên là gì anh Thái ơi? Lão Mai Sinh Quý Tử. À, Lão Mai Sinh Quý Tử. Một cây xanh Lam Điền hàng khủng. Quý vị hãy chiêm ngưỡng tác phẩm này. Cây cao khoảng 1m4 quý vị nhá. Bao nhiêu anh? Một cây tầm đại. Cây này thì cũng là chậu Huế anh mua hả? Mới vào cái chậu Huế này. Một tác phẩm hoàn thiện. Những cây này anh đã đi chơi đâu chưa? Vừa rồi mới lần đầu tiên đi thị trấn Thanh Miện. À, cũng lần đầu tiên đi Thanh Miện. Vâng, vâng, vâng. Thì hôm nay thì em đến chia sẻ cho quý vị biết đến không gian chơi của anh. Chúc anh nhiều sức khỏe và tìm được nhiều cây đẹp anh nhá. Rồi, rồi, dần dần. Vâng, vâng, cứ sưu tầm dần dần anh ạ. Và kính thưa quý vị, Bosado Huy đến đây cũng xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.